Vatican. Sáng kiến video của Đức Giáo hoàng chia sẻ ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tròn 5 năm. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, video của Đức Giáo hoàng. Đây là sáng kiến toàn cầu, phổ biến dành cho các tín hữu và ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha cho nhân loại và cho sứ mạng của Giáo hội tròn 5 năm hoạt động. Sau 5 năm, các video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha được phổ biến bằng 23 ngôn ngữ. Sáng kiến video của Đức Giáo Hoàng được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng phát động vào năm 2016 với 9 ngôn ngữ chính Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha, Ý, Pháp, Đức, Hà Lan, Ả Rập, Tiếng Trung, Phồn Thể. Sau đó dự án đã phát triển và phát hành trên các thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Trung giảng thể, Ba Lan, Qua Ali, Kinsa Wanda, Cantala, Listuani, Lovans, Hindi, Nga, Hàn và Nhật. Năm nay, kỷ niệm tròn 5 năm, sáng kiến sẽ có thêm hai ngôn ngữ là Filipino và Maychawaki. Ngày nay, các video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha đã đạt tới 155 triệu người xem trên các mạng lưới xã hội của Vatican và các đối tác. Chúng cũng được trích dẫn trong hơn 17.500 bài báo quốc tế. Cha Frederic Fornos dòng tên Giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu giải thích về tầm quan trọng của việc sứ điệp của Đức Thánh Cha đến được với các ngôn ngữ và các nền văn hóa. Cầu nguyện là trọng tâm của sứ mạng của giáo hội, như Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta. Cầu nguyện là đi vào một sự hiệp thông yêu thương với Chúa Cha, là một tương quan sâu sắc và kháng khích, và không có gì tốt hơn là nói với người bằng chính ngôn ngữ của mình. Vì thế, Mục đích của sáng kiến này là để các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha bằng ngôn ngữ của chính mình. Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất để chúng ta hiệp nhất trong cùng một lời cầu nguyện.